Lần đầu tiên mà mình làm một cái điều này trên kênh Tuấn Ngọc đây, đấy chính là mở hộp và lấy về cho các bạn cả ba con điện thoại mới nhất của Xiaomi năm nay. Các bạn có nhớ cái video trên kênh Vlog không? Mình đã nói là những cái dòng sản phẩm đáng đợi để được ra mắt nhất trong năm nay. Thì đây, mình đã có cả ba chúng trên tay. Và không chỉ vậy này, Redmi Watch 4 này, Redmi Buds 5 này, Redmi Buds 5 Pro này, hay là bây giờ có thêm cả đây một đống dây nữa. Tất cả mình sẽ unbox cho các bạn một hệ sinh thái này ở trong video sau nha. Còn bây giờ là xem rằng là Redmi họ cho ra mắt những con gì. Một, đó chính là con Redmi Note 13. Để mình check giá này. Giá con này hiện tại đang rơi vào khoảng là 4.890.000 cho bản base. Có một cái hay nha, là cái phiên bản này năm nay nó đã loại bỏ hoàn toàn phiên bản 4GB RAM rồi. Còn bây giờ chỉ còn phiên bản 6GB RAM thôi, là phiên bản base. Thứ hai là con Redmi Note 13 Pro. Thì con này là 9.490.000. Chúng ta sẽ có RAM là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Đấy, rõ ràng là năm nay Xiaomi vẫn sẽ không giảm giá cái dòng Pro nha. Và bất ngờ nhất, đó chính là con Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Thì con này gần như là điện thoại cận cao cấp rồi các bạn ạ. Mức giá là 10.990.000 dành cho phiên bản 8GB RAM 256GB bộ nhớ trong. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn từng con một. Cái con mà mình nghĩ là đáng mong đợi nhất chính là cái con Redmi Note 13 thường này đây. Để xem là như nào nha. Cái hộp của nó thì cũng bình thường thôi. Thôi mình mở phát cả ba con đi. Mở phát luôn cả ba con đi. Đây, còn nguyên siêu này. Đó. Rồi. Đấy là khoảng 11 triệu ra đi. Con này đâu? 15 triệu chứ. Ba con này tổng giá trị là khoảng 16 17 triệu rồi đấy. Đâu? Ba con này tổng giá trị đâu đó phải khoảng 30 triệu chứ mọi người. Đây, rồi. Redmi Note 13. Thì cái hộp của nó thì cũng tương đồng cơ bản với những cái dòng cũ thôi. Thì đây là dòng Redmi Note 13. Đấy, năm nay thì chúng ta có cái phiên bản có NFC sẵn luôn các bạn nhé. Và đây, đây chính là Redmi Note 3. Uầy, được nhá. Được của nó. Uầy. Là sao? Uầy. Con này màu đen mọi người ạ. Và mọi người hiểu là màu đen thì nó rất là bám môi dấu vân tay đúng không? Uầy, thề luôn. Cái con này nhìn rất là giống cái phong cách của Redmi 12 các bạn nhé. Có nghĩa là toàn bộ cái mặt lưng của nó làm bằng phẳng luôn. Còn riêng cái phần cụm camera này là sẽ không có thêm bất cứ một cái đảo gì cả. 1, 2, 3, 4 camera. Đó. Và đây là cái máy của chúng ta. Con này bản base sẽ là 4.890.000 nhá. Tuy nhiên rằng có nghĩa là cái mức giá này nó sẽ cao hơn một xíu so với cái phiên bản Redmi Note 12 của năm ngoái. Và rõ ràng là bây giờ này chúng ta mua con này này thì nó đã phù hợp với cả các bạn, các bác xe ôm công nghệ rồi đúng không? Bởi vì các bạn biết nhá, xe ôm công nghệ bây giờ chúng ta mua đa phần mấy con Techno là không có kháng nước. Con này có kháng nước này, con này có sạc nhanh này, con này đặc biệt là màn hình của nó rất là đẹp luôn. Trong tầm giá này thì đa phần mấy ông Techno chỉ dùng IPS LCD thôi. Thì kèm theo những cái thứ mà chúng ta không thay đổi, ví dụ như là vẫn có cụm camera 108 megapixel này, vẫn có màn hình AMOLED này, vẫn có kháng nước IP54 này, vẫn có sạc nhanh 33W 5000mAh này. Thì đặc biệt năm nay là chúng ta sẽ có một cái gì hả các bạn? Đó chính là cái con chip của nó bây giờ đã được nâng cấp lên là Dimensity 6080 rồi. Thực tế là con 6080 này nó không khác gì nhiều so với con 1080 đâu. Để xem trong hộp có cái gì nhá. Trong hộp thì năm nay tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có củ sạc 33W từ Xiaomi này, có cáp sạc này. Đó, thế thôi. Rồi, bây giờ sang một người bạn tiếp theo. Đó chính là con Redmi Note 13 Pro này. À đây, Pro. Đây, Pro nhá. Pro 5G này thì năm nay Xiaomi tiếp tục tăng giá bán của nó. Các bạn còn nhớ năm ngoái là gần 8, yeah, từ cái thời Redmi Note 11 Pro là người ta để là khoảng 7 triệu mấy 8 triệu ấy. Xong về sau nó hạ xuống còn 7 triệu mấy 6 triệu. Còn bây giờ là người ta công khai đưa nó lên mức giá là 9 triệu rồi các bạn ạ. 9 triệu rưỡi cho một con điện thoại này. Nhìn màu sắc gọi là phải, mình thấy màu sắc này rất đẹp, rất trẻ trung luôn đấy. Hay là cả cái phần viền này này. Phần viền này hoàn toàn bằng nhựa đó nhá. Nhưng mà người ta làm nhám. Và cái phần nhám này rất là xinh luôn. Ồ, con máy này xinh lắm mọi người nhá. Mình bật màn hình lên cho mọi người xem này. Thì con này thì nó vẫn sẽ là IP54 thôi. Và nó sẽ có cái màn hình AMOLED 120Hz. Và năm nay thì chúng ta đã có Snapdragon 7S Gen 2 trên đây rồi. Tuy nhiên là 9 triệu cho một con Snapdragon 7S Gen 2 thì mọi người thấy hợp lý hay chưa? Trong khi là chúng ta mua máy xách tay thì thường thường là 7-8 triệu hoặc là 5-6 triệu đã có 7S Gen 2 rồi. Và đặc biệt là con này nó sẽ có 5100mAh và sạc nhanh 67W. Kèm theo là cái camera của chúng ta. Camera bây giờ đã có chống rung của họ OIS, đã có 200MP và chạy MIUI 14 luôn. Mức giá 9 triệu 4 cho con này. Còn cuối cùng, đây, đó chính là Redmi Note 13 Pro Plus. Con này mức giá sẽ là 10 triệu 990 nghìn các bạn nha. Và đây, trời ơi,
Nó đẹp các bạn ơi. Mặt lưng này là mặt lưng bằng kính luôn các bạn nhá. Phần viền mặc dù chỉ là viền nhựa thôi nhưng mặt lưng này hoàn toàn là bằng kính và mức giá của nó sẽ là 10.990.000 và màn hình của nó sẽ là màn hình cong tràn sang hai bên. Camera của nó sẽ là 210 megapixel, nghĩa là cái cụm cam của hai con này thì gần như là tương tự như nhau mọi người nhá. Ở đây sẽ là màn hình AMOLED 120Hz, độ sáng cao nhất là 1800 nits, và một thứ nữa đó chính là con chip Dimensity 7200 Ultra ở bên trong. Thực tế mà nói nhá, cả ba con máy này này, đó Redmi Note 11, Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus. Xếp hạng của mình này, con này là con ngon nhất, đáng mua. Con này thì được, bình thường. Cạnh tranh trực tiếp với cả mấy con Samsung. Ai không thích dùng Samsung mua con này hợp lý hơn rất là nhiều. Đặc biệt là ai mà chuẩn bị mua mấy con A55 chẳng hạn, sắp tới ra ấy, mua con này có vẻ sẽ hợp lý hơn này. Còn con này thì mình nghĩ là chim mồi thôi. Trong tổng giá này chúng ta mua Xiaomi 13 Lite là ngon rồi. Đó, nói chung là cũng hào hứng đấy. Còn lại thì những cái dòng sản phẩm này này, những cái này này thì mọi người sẽ chờ mình unbox ở trong các video sau nha.